Hoan nghênh mọi người đã đến với channel của mình là Jits. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với hành trình của cha con Kratos trong tựa game God of War phiên bản 2018, hay còn gọi là God of War 4 đấy. Tập trước chúng ta đã tạm thời đuổi đi được cái con rồng mắc dịch kia rồi, thì nó dẫn chúng ta đến chỗ này. Gì đấy? Đó là cái gì mà nổ kinh gì? Đừng nói đó là bơm nha. Vậy chẳng phải bơm đâu. Ở đây làm gì mà có tiếng giống như sét vậy mọi người thấy không? Rẫy cây gì hả? Vụn tinh thể phá nhựa cây thế giới cản lối bằng cách kết hợp vụn tinh thể với điện năng. À thì ra mấy cái này là dòng điện. Không hiểu tại sao dòng điện nó xuất hiện ở đây. Crystallized sap. Nhựa kết tinh. There is power inside. Incredible. Phi diệu. Quá phi diệu. Trong là hang núi này lại có điện năng. Chắc là do bị nhiễm điện từ cái con rồng trong tập trước á. Con đó mình sẽ gọi là Lôi Long. I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is their home? Did they move in after the giants left? Or are they why the giants left? Boy, the air grows thin here. No more questions. Không khí ngày càng loãng. Oh, yes. Không khí loãng có khả năng là do chúng ta đi lên cao á. Tại vì mấy cái vùng cao thì nó không khí nó loãng hơn. Mấy người mà sống ở đồng bằng không quen đi lên mấy vùng cao nguyên cao á, thì sẽ gặp cái hiện tượng là khó thở. Thì không được. Bắn đi. Có vẻ không có tác dụng mà nó không phá được. Mỗi lần mà có ngày nghỉ mà quay vào ban ngày là mấy đứa nhóc nó lại quậy. Mấy đứa nhóc ở nhà, mấy đứa cháu ở nhà. Tiếng người à? Nếu mà nghe âm thanh ở ngoài lẫn lộn vô thì mọi người thông cảm nha. Lâu lâu mình quay ban ngày là có mấy đứa nhóc ở mấy đứa cháu nhà nó quậy luôn. Ủa nó kìa. It's Sindri. Can you kill something that big? Chuyện nhỏ. If we can catch it off balance. I can distract him. What are you doing? Mau chóng lại cứu ông kia thôi. Ôi ôi. Break right. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. Đấy, tới phiên chúng ta chiến với con rồng này. Nhanh lên, nhanh lên. Rồng gặp chiến thần cũng chịu không nổi đâu. Xem ta đây. Leo lên đầu luôn. Cái này thì rồng. Ui. Mặt nó khiếp. Này thì hút này. Chơi ngu này. Hút tao vào miệng cái con. Hút này. Cho mày cái lưỡi này banh luôn. Bố lão chiến thần. Dẫn mặt ra. Chéo được một máu nữa rồi. Mày đứt lưỡi chưa? Sao? Chạy đi. Để chuyện này cho cha lo. Cái nhạc hay quá đó. Phải quăng cái này cho nó tự nổ. Mày ngủ chưa? Phùng xét đi tao. Phung xét này. Mày phung xét. Tưởng là rồng là ngon mày. Phung xét tăng. Ừ. Cẩn thận, đừng có khinh địch. Nó chạy qua mấy bên kia rồi. Phải tận dụng mấy cái này gì dịch nó.
rồi, nó thổi bay cái dụng tinh thể của mình rồi. Lấy cái khác, nhánh. Không được. Phải đợi cái lúc mà nó phóng điện á, mới có tác dụng. Ngầm, không được. À quên, không kêu thằng con bắn. Mà giờ không khống chế được thằng con, bấm nút vuông rồi nó không có bắn. À, những lúc như thế này chúng ta phải đánh cận chiến. Đấy, ôi trời. Nó lại rớt cái miếng kia. Phun xét đi. Nó khôn quá, không phun xét. Không phun xét. Đây đây. Đỡ đỡ. Trời, không kịp. Chỉ bình tĩnh thôi, con này không khó đâu. Đỡ. Ok. Không có tác dụng, phải lại gần mình. Trời ơi, lẹ quá. Ôi trời. Nhanh đấy. Ây chà, nhanh cái mấy. Mày gì nhanh cái tàu. Ôi trời. Nó tọc, mất nguyên khúc máu dài rồi. Lại hút. Không xét đi. Nó khùng quá, nó không chịu phun xét. Không phun xét. Đây 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 đây. Tận dụng máu. Mấy rễ cây đâu? Đây đây đây. Nẻ qua. Mày gì này gì đục. Rễ cây bên này, nhanh 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 nhanh. Ôi, nét kịp mày quá. Ồ, nó hết xét rồi. Tiếp tục nhánh. Kịp rồi. Lên. Đang dùng này con. Mày ngu này. Gục xuống thì tới phiên tao. Mày ngu. Mày chơi hết cái chi này luôn, không kịp. Rồi, cứ bình tĩnh thôi. Lại, nó lại chuyển hướng qua bên kia. Không sao. Không sao. Con này cứ giữ cái nhịp độ đó là sẽ diệt được mất. Ấy chà. Cái rìu đó. Trời ơi, nó chơi chiêu này nữa. Mày giận với tao. Đầu nó dở nhiều chiêu trò khác nhau. Chiêu này cũ rồi. Này thì nửa cây rồi. Rồi chơi chiêu gì? Họ phun xét. Giật con. Họ không dính. Phun đi. Họ phun đi. Trời ơi, khủng. Ây da, đau quá. Dạ nhanh. Chết mì chưa. Phải phun nữa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Mày phun này. Nhìn lên. Nổ lên luôn, đập luôn. Rồi mình đến mùi liên hoàn tắm của chiến thần. Mình đang chơi mấy cái đòn đánh mạnh không á, cho nó nhiều đam tí. Chơi gì đây? Chạy à? Ôi chạy à? Muốn làm gì? Ồ nó khô, muốn tính tấn công thì con. Nó nhắm, nó quấn không lại mình, nó tấn công thằng con. Cố lên, ấy chà, lấy máu nhanh.
Ây da. Táp hả? Cho ta lấy máu coi. Nó đỡ không được. Mày bú lão tàu. Học. Ôi trời. Ê, cứ chừng, cứ chừng. Nghe ra. Mày gì ổn chỉ còn. À, là phun xét. Phun xét mà coi như xác định rồi nha mày. Mày dở cái chiêu phun xét là coi như mày thua rồi. Này thì phun. Ây chà. Né 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 né. Nhanh. Mày này. Tranh thủ lấy máu đã. Mày. Bú lão. Rồi. Bắn vô cái kè, cái kìm này đi. Mày. Nhạc hay quá. Nhanh lên. Mày. À, ghim ngay cổ luôn. Ôi mẹ, chết đi chưa luôn. Thấy ngầu không? Quá ngầu. Tưởng mày rồng là mày ngon à. Ta là chiến thần đấy. Wow. We actually did it. Chuyện nhỏ thôi. And you? But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand culling of the worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. Chói gì vậy? Braided mistletoe arrows, straighter than high dome, perfectly weighted. Thanks. Oh. Okay. Hold on. Not that. Have you seen my brother again? Yeah. He said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish. No. I'm sure that I value a weapon's look. No. Over its purpose. That I'm pretentious. No. And uptight. Fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any. Ah! Cái túi ông này giống túi Doraemon gì? I do not have time for this. Không thời gian đi. No. Wait. I have a better idea. What? Gì? I just need a tooth from that dragon. Lấy răng rồng làm cái gì? Để coi ông này có trò gì đây. Muốn răng rồng đúng không? Hyrule không thể tin được cha vừa giết con rồng. Tôi chưa bao giờ thấy ông chiến đấu như thế. Ý là tôi cũng biết ông mạnh lắm, nhưng thứ này bự quá mức. Con rồng tên là Hyrule, nghĩa kiểu như khủng bố. Tên ấy khá là phù hợp, hung bạo xấu xí. Và nó phóng điện ra từ miệng. Mai này cha tìm thấy ít tinh thể nhựa cây Irasil và dùng chúng để làm tê liệt nó. Sau đó ông đâm một viên tinh thể bự chẽn vào cổ họng nó. Rồi thì một vụ nổ cực lớn xảy ra và con rồng gục ngã. Tôi vẫn đang rung lên vì hào hứng, nhưng cha thì chả thèm bận tâm. Đối với ổng đây là chuyện nhỏ. Mà bú bén rồi. Ai răng rồng đây. Watch where you grab that. Oh, never mind. So unclean. So unclean. Ông này có bệnh, có cái bệnh là sợ dơ. Perfect. Lấy được lông lệ rồi. Rồi, đây. Tìm được địa điểm mới luôn. Răng rồng đây. Yeah. I am not touching that. Just hold it out. Kêu tôi lấy đã rồi làm gì. Wow. Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Thì coi ông dở cho gì. Atreus, your bow.
two passes should do it. Wow. Hóa chuyển cái năng lực xét vô trong dây cung luôn. Tên chấn động, người đã có tên chấn động dùng nó bắn vùng tinh thể để phá hủy nhiều cây thế giới gần đó. Giờ chúng ta đã có cái tên mới rồi. Tuyệt vời. Có. Oh sure, now you're impressed. Khá ấn tượng đấy. I've added a new vibrating pattern to the bowstring's fiber, aiming it at that hardened world tree sap will vibrate its patterns to fracture point. What's that mean? It makes certain crystals go boom. Trust me, you'll love it. Rồi, thử ra. Tốt lắm. Nhấn lên để đổi sang tên khác. Rồi chúng ta có hai loại tên. Một cái tên sáng, một cái tên chấn động. Well, after Brock and I parted ways, I undertook some study in Vanaheim, truly mind expanding. Now and then I need new inspiration to grow creatively. Part of why we split up, my brother and I, he's stuck in his ways, so our work stagnated. Sure, we mastered weapon making, but then what? Change is a part of life. If you can't adapt, learn to thrive, you'll be left in the dust. And that's filthy. Okay. Until next time. Xong chưa? Rồi, hết thỏi rồi. Nâng cấp rìu. Xong. Không có thỏi gì mới thôi. Chúng ta đi nhé. Cảm ơn ông. Giờ chúng ta đã có cái mũi tên xét. Mũi tên chấn động. Mình sẽ gọi là mũi tên xét. Thích gọi kiểu đó hơn. Đấy. Bây giờ. Đi nào con trai. Feels like it wasn't that long ago we were hunting deer. Now we fought dark elves, trolls, and ogres, and a dragon. I feel like we could be anything now. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. Sure, I know. It's just, it feels good to be strong, you know? Oh, fuck it. Yes, I know. Gì đây? Chiều mới. Tia báo thù. Đòn đánh xây tròn mạnh mẽ lên một mục tiêu. Đây, chiều đó nè. Oh. Wow. Nhìn cũng được chứ. Thử coi. Cứ rìu xây như bù răng luôn. Được. Giả thử chiêu này thời gian có sao. Nếu không hợp thì chúng ta sẽ đổi. Ngày đổi lẹ mà. Thế còn vài bữa nữa là đã tới 19 tháng 6. Tới đó là The Last of Us phần 2 ra. Mình đang rất là hóng. Giờ chưa biết tới đó có nên bỏ tiền ra mua không. 60 đô. 60 đô là 1 triệu 3, 1 triệu 4 đó. Khá là mắc. Còn bây giờ chiều mới vẫn không sao. Không sao mẹ. Hình như cái con kia nó nhập vô hình này. Hát mộng chứ tao. Đánh lén. Ký sinh trùng Nightmare. Nếu Nightmare chưa đủ phiền phức thì loại này còn có thể chiếm hữu sinh vật khác và khiến chúng mạnh hơn. Sinh vật bị chiếm hữu có thể tự điều khiển được chút nào không? Hay là chúng bị kẹt trong con Nightmare kinh tởm? Vấn đề này không hay ho cho lắm. Vì là mấy con quỷ Nightmare nó có thể nhập vô mấy cái sinh vật khác. Phải làm gì đây? À, phải giải đố đây. À có cái cần xây đây rồi. Đây không còn cái gì để lấy cả. Ý, nó chọn nhảy qua đây. Ủa. Leo xuống.
Bên kia có à này nhảy qua được. Phá hết mấy cái mình rồi luôn. Rồi bắn đi con. Bắn đi. Đấy. Là mấy con này mè để cho thằng nhóc xử đi. Xong. Mấy con này cứ để cho thằng nhóc nó xử cho lẹ. Mình nâng nóc, mình nâng cấp tên của thằng nhóc được gần mát rồi đấy. Bây giờ ai chết hữu dụng lắm. Chứ không có như lúc đầu đâu. Nếu mà mọi người muốn chơi mà nó dễ, hành trình của Kratos dễ hơn thì tốt nhất cơ. Nên tập trung nâng cho thằng nhóc này nhiều nhiều tí. Nó khá là hữu dụng mà. Ê! Lén à. Lén gì? Đánh lén tàu. Đánh lén, đánh lén, nhập hồn. Thử chiêu mới không? Chiêu luôn. Đẩy đẩy. À con này thuộc tính băng cho nên chiêu này không có tác dụng với nó. Cũng tại không. Thuộc tính băng với tao. Dẫn dẫn mặt với anh. Mấy cái đứa nhảy nhép dẫn dẫn mặt với anh. Lại có cái kia nữa kìa. Mà kiếm cái nhựa cây gắn vô đây mới được. Chưa, chúng ta phải kiếm nhựa cây ném vô mới bắn bể được. Trời, đang quỳ lại gì vậy? Ba đứa. Ở đây. Lợi đây. Mày anh đã nổi điên là mày phải chết. Bú là bú là bú là hỏi liên hoàn đấm ghê chết nháy. Xạ thủ heo Shadow trông giống như Shadow nhưng chúng dùng băng ma thuật như ném giáo. Lại thêm một loại quái vật mới có thể ném được giáo. Heo Vitken là Vitken nhưng đã chết, vậy là Heo Vitken. Mạnh cỡ nào cũng không chống lại được anh đâu, trừ phi tụi này nó xuất hiện một lần hơn một chục con mới tạo thành một chút khó khăn đó. Chứ nó xuất hiện lần vài bà con như là chuyện nhỏ. Đây. À vô chưa phá đây. Ăn đi. Ăn đi nhóc. Vô đây đọc cái này trước đã. Không có gì hết, chỉ có cái truyền thuyết thôi. À đây đây. Một cái phòng ẩn. Rồi. Chuyện thuyết gì đây? Look here, another. This one's called Ymir. Ymir. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. À, đúng rồi. Are giants coming out of his armpits? Ymir này chính là người đầu tiên trên trên thế giới đấy. Cái này nếu mọi người tìm hiểu thật thì trong thần thoại Bắc Âu, mọi thứ đều sinh ra từ cái ông Ymir này. Ymir rối quá. Ymir là danh đầu tiên. Và những thứ xuất hiện từ cơ thể ông ấy, không chỉ các danh khác mà còn có gió, cây cối, mặt trời, dòi bỏ biến thành Rat chăng.
Rồi Odin giết ổng, nhưng ổng từ đâu ra chứ? Thấy chưa? Đây chính là người khổng lồ đầu tiên và mọi thứ sinh ra từ ông này. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mọi người phải chịu khó. Mình biết có một trang Facebook chuyên viết về mấy cái thần thoại, bao gồm cả thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp, nhiều thứ lắm. Mọi người cứ lên Facebook và tìm cái một tìm cái trang có tên là Ebit, E-A-B-I ngắn C. Rồi có cả một đống truyền thuyết vô trọng tha hồ mà đọc. Cái này nữa. Bắn vội quá. Đấy. Rồi. Trời này vui mà. Lại cái bọn nam me này. Ném giáo hả? Ném giáo. Đấy, xử nó đi. Xong. Mấy cái này nó hồi máu, tự hồi máu luôn kìa. Hồi máu chứ tao. Bắn nó đi con. Xong. Phòng ống thứ hai. Bị sinh trùng Nightmare. Nếu làm chó hoặc giết kẻ địch bị chiếm hữu, con Nightmare sẽ bị buộc phải rời khỏi thân thể nó đang chiếm hữu. Phá này luôn. Chuyện thứ gì đây? Yes, sir. Ah, I was wondering about this. Có gì hot nào? Chiến trường thành khốc, nơi đây, nơi hết thần Vanir nằm lại, bị giết bởi Magni và Modi, con trai của Thor. Vì khổng lồ này chứng kiến sự tàn khốc của trận trường chiến. Chẳng Aesir hay Vanir giành chiến thắng, điều đó quá rõ ràng. Nhưng Midgard còn là gì khi họ hạ vũ khí? Các Zan muốn hòa bình, chẳng trách họ thích tia quá trời. Thần tia chắc chúng ta đã đề cập khá nhiều lần. Mình sẽ cố gắng mình chế nguyên bộ giáp của thần tia. Giờ đang thiếu khá nhiều nguyên liệu. Nguyên giáp đẹp lắm. À, phong bấn thứ ba rồi. Hãy. Úi, đá làm hết hồn. Núp lầm với tao. Núp lầm. Đánh lén. Đánh lén này. Mấy thằng này dễ mà, không cần hỗ trợ đâu nhóc. Rồi, quay xuống kia, mở rương thôi. Trong này có gì nào? Táo Idun. Được 2 trên 3 rồi. Kiếm được một quả táo nữa là chúng ta sẽ tăng máu lên nữa đấy. Như mình gần mát rồi, gần mát cái máu rồi. Atreus, follow me. It's getting colder. We must be near the top. Sắp tới đỉnh rồi. Đi thôi. Mà chắc chưa. Not long now, Mom. Chưa tới cái ngọn núi cao nhất đâu. Em mới chơi được trả được bao nhiêu mà. Này cái gì không? Chỗ leo xuống được chả có gì hết đi. Wow. The summit. We're so close now. Đỉnh núi. Your quiver. Strap broke when we fought the dragon. It's all right. I can hold it. Stop. Chà, bảo dừng lại được cái dừng lại đi.
bao tên nó bị đứt rồi. Cái mũi tên xanh đó là được bệnh bằng tầm gửi đấy. Nhìn mặt mình nhặt những cái mặt nhóc ai chết nhìn hài thiệt. Mind your footing. Ủa, cảnh đẹp thiệt chứ. Gì vậy? Không cho tao ngắm cảnh mấy con cỏ này. Lại đây. Lại đây. Mũ lão dân. Này gì thì mua thêm hai con nữa kìa. Rất vực luôn. Nice shot. Hay lắm. Mày này chưa ra hay thiệt. Hết chưa? Đâu. À, trước mặt còn mấy con nữa kìa. Ba con. Ấy. Mũ lão dẫn mặt mà chiếc thật. Này thì tiếp chữa. Ấy, cái chỗ rừng màu đỏ là cái chỗ khúc đầu đấy. Chỗ nhà của bà phù thủy. Máu kìa. Tiếng ai nói vậy ta? Cốc tìm thấy 3/6. Ở đây có cái này nhưng mà nó bị bao vây rồi. Thằng con không lại đây bắn. Nhưng mà nghĩ chắc bắn không được đâu. Thử bắn à? Không được. Đó là bụi gai địa ngục, không được. Sau này chúng ta kiếm được cái cây cặp song đao hổ mang á mới phá được đó. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nha. Nếu thấy hay nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh. Bye bye.